À, xin chào các bạn. Hôm nay mình lại về được một đầu đi thang, mã là Technic SL1200. Bây giờ mình khui thùng cho bạn coi. Thùng này mình bị dính nước mưa chút xíu nên thành ra là nó hơi mềm phần dưới này xíu. Cái này là về tới kho hàng là mình có mở ra kiểm tra đúng hàng không à. Rồi mình dán lại về đây mình mở chi tiết. Cái tấm xốp luôn đẹp. Máy Technic nha bạn. Để mình mở ra cho bạn coi. Nắp máy đẹp long lanh nha, không có vết chày nha bạn. Nắp Mikazin nha, đẹp long lanh luôn nha, không có vết chày luôn nha. Cái này Technic mã là 1200. Thân máy cũng rất đẹp nha, khá đẹp luôn. Đây nó còn tem. Tết đến 1200. À, tổng thể máy rất là đẹp nha. Để mình cắm dây. Mình cắm dây test thử cho bạn nghe. Các bạn đợi xíu. Rồi mình đã lắp sẵn lên rồi. Tình trạng máy rất là đẹp nha các bạn. Nắp Mica zin theo máy sáng đẹp. Nắp Mica không có chày nha. Thân máy cũng rất là đẹp nha. Hồi nãy đây có cái vết bẩn mình lau rồi nè. Đây là Technic mã là 1200. Đây là cái mã mà đây là bản đầu tiên của dòng series 1200 của Technic, là kéo dài từ MK1 đến MK7 trong 50 năm. Thì đây là mẫu thành công nhất của hãng Technic. Motor của nó là thuộc dạng gọi là nồi đồng cối đá. Chạy rất là bền và lấy tốc độ rất là chuẩn, rất là nhanh nha các bạn. Bàn xoay sáng đẹp nha. Đi theo đợt này mình là máng của Technic. Đầu kim có nắp luôn, còn mới ken luôn. Đây là đầu kim của hãng Tech nha bạn. Cái này là mình có cái logo của hãng Tech nè. Chừng nào các bạn gặp cái mẫu kim này mà màu đỏ không có logo mới là hàng Trung Quốc nhái nha bạn. Ở đây mình có sẵn một cái mẫu nè, ở đây nè.
Ở đây đầu kim của nó sẽ là có logo. Đó, logo của hãng Tech. Rồi, nếu như bây giờ mình mà mở ra sau lưng nó sẽ có Made in Japan. Đó, là của Nhật Bản. Chừng nào nó không có chữ là hàng Trung Quốc nhái. Do mẫu này thị trường nó nhái nhiều nên mình mới giải thích rõ. Mẫu này nó có logo của hãng Tech nha. Nó là hàng chính hãng nha. Đó, tay cần thì nó cũng sáng đẹp, không ám ố gì hết. Bàn xoay các nấm chỉnh đều có đầy đủ hết. Giờ mình test máy luôn. Bàn xoay sáng đẹp luôn nha, không ám ố luôn. Đây là mã 1200 MK1 là cái bản thuần nghe nhạc. Còn MK2 trở về sau là nó dành cho DJ chơi nhạc nhiều hơn. Có cái thanh trượt để điều chỉnh tốc độ bên đây á, là cái loại từ MK1, MK7 gì đó. Đó. Thì cái dạng đó thì nó sẽ thuần dành cho những dân chơi nhạc DJ. Còn bản này, bản đầu tiên MK1 là dành cho thuần chơi nhạc. Đây cũng dễ sử dụng, ở đây mình có đèn soi tốc độ nè, bản chỉ dẫn nè. Đây là mình để chính giữa, cần gạt chính giữa là tắt nè. Gạt qua bên trái là 33 vòng, bên phải 45 vòng. Đây hai núm tùy chỉnh dựa theo đèn soi tốc độ và bảng chỉ dẫn. Đó, mình gạt qua chạy luôn nè. Ở đây là vạch thứ hai. Từ trên xuống vạch thứ hai là 33 vòng 50Hz là điện Việt Nam mình nè. Đó vạch thứ hai nè, nó hơi chạy nhẹ nè. Đó thì mình sẽ vặn núm chỉnh nhẹ lại. Đó là khi nó dừng lại nè. Là chuẩn tốc độ rồi đó. Đây là bản thả tay nha, là phiên bản cao cấp của hãng nha các bạn. Nó mình dừng bỏ ra ngoài thôi. Hạ tay cần xuống. Nhiều đêm thắp trọn nhà thương em, nhớ quá làm sao biết ngỏ tình, thấy chẳng tình hai đứa vẫn chưa yên. Thức trọn đêm nay để nhớ thank you.
Các mẫu thả tay á, là mình nâng tay hoàn toàn nha, cho dù thay đổi bài hay hết đĩa nha. Mình gạt ở chính giữa là tắt. Máy này sản xuất năm 1972 nha, tình trạng còn rất là đẹp nha, đẹp long lanh luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.